Rồi các bạn tham quan nhà hàng 5V. Nhà hàng 5V ở số 1 Đồng Nai, ngay khu Mỹ Đình để xuống đi. Đầu khách này mèo này, lấy trà đá đi. Tráng đi nữa. Đây, nó vào tráng đi ông bỏ sang. Đây không phải là trà đá đâu nhá. Đây là nước ngô. Tưởng là ca trà đá. Thôi được. Nhà hàng có một ở đây xong mình uống là nước ngô. Giá các món thì tầm 130, 180. Đây có một món nhà hàng mời để thử này. Đây là lòng ạ. Lòng thì bé tí này. Lòng với gan với cả kiểu như dạ dày ấy. Ăn thẻ dinh yếu mà nhỏ. Mời các bạn nha. Ăn được cũng ngon, hơi bị đắng đắng nhỉ. Cái canh này rồi. Cái canh dê bát cả nhỏ. Thí sinh 20k. À, đợi tí cho nó đứng hẳn đã, vẫn chưa đông hẳn. Vừa làm rồi. Đây là chấm Bình Dương rồi, công ty ở dưới. Nhưng mà ở trường là chẳng biết đấy. Đây là cái canh ra rồi, đây có chanh này. Đứng phết rồi đấy, đây này này. À, đây này, trôi cả đấy chứ không phải là chưa đóng đâu nha. Đúng không? Đóng vào rồi đấy, đóng hết vào rồi đấy. Không có tí nước nào nữa đâu. Nó mềm nó như này rồi. Trôi cả đi. Đây là ta biết cái canh. Cho vào đi. Nhân tiện là ăn cái này có vị đắng đắng này. Đắng đắng ngon đấy. Hay đấy. Ăn xong đằng đằng ấy, với cả có mùi dê ấy. Uống cái nước ngô này cảm giác như kiểu uống nước ngô này xong không? Nó hết mùi luôn đấy. Thôi còn vào đây một ít để bắt chanh à. Rồi, thế nào? Mèo có hai tay thì bắt chanh vào cả. Cũng chả cần bắt nhiều lắm nữa. Rồi thế rồi. Oh. Ôi đông cứng đét. Đét đẹp đẹp này. Đánh cái thanh được ấy. Rồi, nhìn cái thanh khô không? Xin mời các bác nha. Cái này ăn được đấy nhỉ? Ngọt mát. Đài ăn tiếp. Ôi, ghê quá. Ngọt vậy. Này mà ai sợ không dám ăn thì uổng nhỉ. Cái này này số lạt treo rồi đấy. Đấy. Cái này em báo cáo làm việc anh bằng cả hôm nay là nhà tôi thành viên chờ anh Phú bắt đầu mà không sợ ăn cái canh thì ăn cái gì mà thơm đang vào để cái chiếc canh này ra đây nhá, còn một mới ra rồi. Đây xào lăn củ quả luộc. Thịt lươn món dê xào lăn này nha. Dê xào lăn này thì tưởng là xào có thể đặng nồi thôi. Dễ ăn lắm. Cái béo này làm cho nhiều đồng quá là hàng của anh ạ. Khế bên này ăn kèm là nó. Xin mời. Các bạn ở đây là tin là ảnh của em cái này về ăn. Sang bên đây cái món đặc đắng này cũng hay. Nó giống như kiểu là thắng cố nữa, nhưng đây là của dê. Đợi thêm một món nữa nhá. Mình thấy có thêm một cái hay như này đấy. Đó. Quả dung khái rất mỏng. Chua chua ăn để ăn. Quả xương thái rất mỏng, chua chua giống như nộm ấy, có cả rau mà. Đây là món dê sông hơi. Ở dưới không biết là có cái gì nhỉ, nhưng mà thịt dê vẫn còn sống nguyên, thả vào nhau và đổ bia vào, vừa đổ bia vào đóng nắp hơi sụt ra hầm. Nồi này đang nóng bỏng này. Đó là dê sông hơi. Cái này không biết là lúc nào chính để mà mở ra ăn. Trông vừa đỏ rực ra mà bây giờ đổ cái kia vào phát nhìn như là chín rồi nhỉ. Đợi tí nhá. Món xào lăn nè. Món xào lăn nè. Mình có cái bên này để mình nè. Còn đấy à? Còn cái vỏ à? Mình luôn này. Các bạn thì... Ôi. Để hơi chuối, lá sung, rau sống, rau mơ, rau đinh lăng, ớt mình cuốn vào luôn và chấm vào cái xong rồi mình làm hai phần này lượt này. Cái này đang vừa kiểu vừa chín tới tròn nhỉ. Nhìn lại xem. Nếu mà không vào cắt vào. Đến vào đây cắt lên một bên phải ra. Có tí xả tí quế và nó thơm ngọt. Các bạn làm cảnh nha. Rau củ trồng cây thảo, muối lạc, ở đường dưới chỗ Mỹ Đình. Món ăn thì làm cũng được đấy, nhưng mà mình thấy là bất ổn một cái chỗ như thế này là nó chưa hay. Nếu mà bạn nào đấy thì rút kinh nghiệm nhé. Thứ nhất ấy là nhà hàng này cho sẵn một bình nước ngô, một cái can nước ngô ấy. Hôm nay các bạn xem video ấy, thấy thì không nói rõ, không có trên menu là bao nhiêu tiền, chỉ để đấy thôi. Thì đương nhiên là mọi người tưởng là cũng nghĩ là free, hoặc là cùng lắm là như mình ấy, rót cho mỗi người một cốc, 2 cốc nước ngô nhá, thì cũng như trà đá, 2 cốc 4.000, nhưng sau ra tính 20.000. Nói thật 20.000 nó không là bao nhiêu, nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến uy tín của nhà hàng. Ăn gì ăn mà 2 cốc nước ngô 20.000, quá đáng, quá thể, không thể chấp nhận được. Thứ hai nhá, là dịch vụ của nhà hàng này kém. Bây giờ một cái món ví dụ như là món thịt dê xông hơi. Rồi, xông hơi thì ông xông bằng gì? Ông có cái đá nóng ở dưới, ông rót bia vào. Thế xong ông đã tính tiền cái dê xông hơi, xong ra tính luôn cả tiền bia nữa. Cái hóa đơn mình không biết đây, nhưng mà các bạn nào đến ăn thử bên ngay. Mà mình nói cái đấy, thế là nhân viên bỏ tiền bia đi. Rất là vớ vẩn, quá vớ vẩn. Một cái nữa nhá, là nói về cái quản lý của nhà hàng này. Thế không biết là ông chủ của nhà hàng này là ai, thế nhưng mà nhân viên khi thanh toán ấy thì bảo là anh thanh toán trên này hay là dưới kia. Tức là sao? Tức là nhà hàng không thể quản lý được những cái nhỏ như nước ngô. Nếu mà ông quản lý ở ông thanh toán ở dưới quầy là nó sẽ tính tất. Còn nếu mà thanh toán ở bên trên ấy, nhân viên thu tiền xong có thể là viết một cái khác, không có nước ngô vào, tiền đấy bỏ túi. Đấy, rất không ngưng ý ở cái nhà hàng này. Được cái là thịt cũng ngon. Ngoài ra mình ăn ở đấy mà mình khen từ đầu đến cuối, đến lúc đoạn cuối là bắt buộc phải chê quá đi chứ. Thôi, xin chào các bạn nhé.